Hành trình hôm nay, các bạn học sinh khối 1-2 sẽ được đến thăm khu di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị. Bạn nào cũng hào hứng khi được đi trải nghiệm. Với mong muốn giúp các em học sinh tìm hiểu kỹ hơn về sự gian khổ, hy sinh của ông cha ta trong những năm tháng chiến tranh giành độc lập tự do, trường tiểu học và trung học cơ sở Trần Hữu Dực đã tổ chức hành trình trải nghiệm cho các em học sinh của các khối. Hành trình vui nhộn với những bài hát, các bạn đã đến nơi và bây giờ chúng ta cùng nhau trải nghiệm. Nằm cách quốc lộ 1A gần 2 km, thành cổ Quảng Trị nằm tại trung tâm thị xã Quảng Trị, sát với dòng sông Thạch Hãn khoảng 500 m. Khi mới bước chân vào thành cổ Quảng Trị, hình ảnh mà ai ai cũng nhìn thấy đầu tiên đó chính là đài tưởng niệm thành cổ. Tại đây, các bạn nhỏ lớp 1-2 trường tiểu học trung học cơ sở Trần Hữu Dực cùng các thầy cô đã viếng thắp nén hương thơm tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương của mình và mãi mãi nằm lại vùng đất này. Sau khi dâng hương, dâng hoa, các bạn nhỏ được cô hướng dẫn viên thuyết trình giới thiệu về nguồn gốc của đài tưởng niệm thành cổ Quảng Trị. Từ đó, các bạn biết được đài tưởng niệm mô phỏng như một ngôi mộ tập thể, có 81 bậc thang đi lên, tượng trưng cho 81 ngày đêm chiến đấu ở thành cổ Quảng Trị. Cuộc chiến đấu vào mùa hè đỏ lửa năm 1972 như một dấu mốc chọi lòi mà vùng đất này đã trải qua. 81 ngày đêm, từ ngày 28 tháng 6 năm 1972 đến ngày 16 tháng 9 năm 1972, thành cổ Quảng Trị đã hứng chịu 328.000 tấn bom đạn mà Mỹ người đã tụt xuống. Trong cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị, không thể tính được chính xác có bao nhiêu chiến sĩ đã ngã xuống để bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Nhưng tại địa điểm này, mỗi mẹ đất đều thấm đẫm máu của các anh. Để bảo vệ thành cổ, hàng vạn chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống, đã hòa vào lòng đất mẹ. Một ngày đêm quá khắc nghiệt nhưng cũng là một trang sử rất hào hùng của dân tộc, một minh chứng thà hy sinh tất cả để bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc.
sau khi tham quan đài tưởng niệm, đoàn theo chân cô hướng dẫn viên và tham quan bảo tàng thành cổ Quảng Trị. Đây là nơi trưng bày những di vật còn lưu giữ của cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ. Những bức thư thời chiến, súng, đạn, lá cờ đã bạc màu thời gian, những chiếc bình đông đựng nước, tất cả như làm sống lại một thời đầy ác liệt của cuộc chiến tranh. Được sống trong hòa bình, nhưng chúng ta càng không thể nào quên đi quá khứ đau thương nhưng rất đổi hào hùng ấy. Vì vậy, đây cũng là một trong những mục đích của nhà trường trong chuyến đi ngày hôm nay. Các thầy cô mong rằng các em sẽ mãi mãi nhớ ơn của các anh hùng liệt sĩ, nhớ mãi Quảng Trị của mùa hè đỏ lửa năm 1972. Ngoài ra, sau khi trở về, ngoài việc học giỏi chăm ngoan, các em cần phải đoàn kết, vì khi đoàn kết chúng ta mới làm nên được những điều phi thường. Một trong những yếu tố đã giúp dân tộc Việt Nam ta vượt qua bao cuộc kháng chiến giành độc lập đầy gian khổ.